Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một ngôi nhà và một lô đất đấy, rất là đẹp ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đây, trước màn hình Tuấn Nguyễn đang review cho quý vị xem, đây là con đường Nguyễn Thành Phương quý vị nhé. Con đường Nguyễn Thành Phương của chúng ta đây, ngay trung tâm thành phố Biên Hòa. Quý vị chạy qua bên này là ra khu D2D rồi, đường Võ Thị Sáu rồi quý vị nhé. Còn bên tay phải chúng ta đây, chạy về chút xíu thôi là chúng ta tới cầu Hiệp Hòa rồi. Đó. Và hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn nhà và một lô đất. Đấy, một chủ quý vị nhá, chính chủ luôn. Đây, ngôi nhà của chúng ta là ngôi nhà này. Đây, Tuấn Nguyễn chỉ cho quý vị xem một ngôi nhà mới này, mới xây xong quý vị nhá. Vừa xây xong luôn, vừa hoàn công luôn. Đấy. Và một lô đất kế bên quý vị nhá, chỗ cái xe hơi này này. Đó, một lô ngôi nhà và một lô đất. Thì Tuấn Nguyễn nói chung lại để cho quý vị dễ hiểu. Tổng cái lô đất và ngôi nhà này đó là chiều ngang là 16m quý vị nhá. Đấy, chiều ngang của chúng ta lên tới 16m. 16,5m, xin lỗi quý vị, Tuấn Nguyễn thật sự là hay nói lộn quá. Đấy, 16,5m mà kêu là 16m đúng không ạ? 16,5 nhân với lại là chiều sâu là 19m quý vị nhá. Đó, tổng diện tích chúng ta có 325m² và có sổ hồng, đặc biệt là thổ cư là full 100% quý vị nhá. Full 100%. Và căn nhà này cũng như lô đất này là có hướng Bắc. Đấy, quý vị ạ, có hướng Bắc. Đó. Hiện diện là một ngôi nhà bên tay phải và một lô đất ở bên tay trái. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ vào bên trong quay qua cái căn nhà và lô đất cho quý vị xem. Và thưa quý vị, thì trên mặt đường này này, quý vị nhìn đây, toàn một cái con đường rất là đẹp đúng không ạ? Con đường 8m, có lối vỉa hè đi bộ thì rất là rộng. Cái này phải 5m quý vị nhá. Đây, phải 5m hai bên. Ở đây thì dân cư ở đây người ta kinh doanh buôn bán đó, mở hàng ăn thức uống, tiệm nail, tiệm tóc, tiệm chỉ ba, rồi tiệm rửa xe, nói chung vân vân như mọi nơi khác thôi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị vào bên trong chúng ta tham quan ngôi nhà và lô đất này. Và đây thưa quý vị, đây là lô đất của chúng ta. Lô đất này có diện tích là gần 165m² quý vị nhá. Đấy, lô đất này này, bằng phẳng lát gạch hết quý vị nhá. Lúc trước người ta cho thuê nhưng mà bây giờ người ta không cho thuê nữa. Đấy, vuông vức, đó, xây tường cao, cao cổng kín tường hết rồi. Đó, là 165m². Đấy, và cái căn nhà của chúng ta cũng 165m², tổng diện tích là chúng ta có 325m². Đấy, cả đất và nhà quý vị nhá, căn nhà đây. Đó, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ quay căn nhà này bên trong cho quý vị xem. Đây, căn nhà của chúng ta có lối đi lên sân xe hơi đàng hoàng này quý vị này. Người ta làm bậc hết cho quý vị rồi. Phía trước thì lát gạch. Đấy, lát gạch hoa hết, có cửa cuốn. Đấy, chúng ta chạy xe hơi vào đây. Đây là sân xe hơi. Hai bên thì chủ nhà lát gạch hết như thế này. Ở đây là hình ảnh bên trong căn nhà. Đó. Và thưa quý vị, ở phía sau chúng ta có một con đường nữa quý vị nhá. Con đường ở phía sau của căn nhà này, con đường của khu dân cư phía sau. Đấy. Nếu mà quý vị gọi là hai mặt tiền thì cũng đúng thôi. Đặc điểm của căn nhà này là mặt tiền đường, phía sau có một mặt tiền đường ở phía sau nữa quý vị nhá. Phía trệt này chúng ta có nhà vệ sinh này. Đó, đi cầm hầm cầu thang. Căn nhà này thì vừa mới xây xong, vừa hoàn công. Đó, chưa ở một lần nào. Khu vực bếp có bàn ba này. Đó, khu vực bếp đây. Và kế bên thì chúng ta có một phòng ngủ ở đây. Có thể quý vị xem căn nhà này, quý vị chưa hài lòng về cái khu vực thiết kế đúng không ạ? Ở phía sau thì còn trừ ra như thế này. Người ta để làm khu phơi đồ rồi máy giặt. Và đặc biệt ở phía sau này có một con đường quý vị nhá. Đây, con đường phía sau này. Đấy, ở đây khóa lại rồi, Tuấn Nguyễn không có mở cho quý vị xem được, nhưng mà có một con đường đây quý vị. Con đường phía sau khu dân cư của chúng ta ở đây. Đó, quý vị thấy không? Con đường ở phía sau. Căn nhà của chúng ta là đường ở phía trước.
mặt tiền đường chính Nguyễn Thành Phương, ở phía sau chúng ta có một con đường nữa là 2. Tổng diện tích là 325 m², cả nhà và đất quý vị nhá, một diện tích rất lớn. Và đặc biệt Tuấn Nguyễn cũng tư vấn thêm cho quý vị nào mua riêng căn nhà thì chủ nhà cũng bán, mà quý vị nào mua cả nhà cả đất thì đương nhiên là càng tốt rồi, đúng không ạ? Và đây là lầu 1 của chúng ta đây. Đấy, không gian sinh hoạt chung. Ở phía trước này chúng ta có một phòng ngủ, đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 đây quý vị. Nhà vệ sinh ở bên trong, khép kín ở bên trong hết. Nhà này nhà mới quý vị nhá. Đó, nhà mới xây. Đây là ban công sân thượng phía trước. Xung quanh đây thì biệt thự rất là nhiều quý vị ạ. Nhà hàng xóm đây. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán. Diện tích cực lớn luôn. Cả nhà và đất lên tới gần 330 m, quý vị nhá. Một cái diện tích cực kỳ lớn. Phòng ngủ số 3 đây. Rộng mênh mông luôn. Có nhà vệ sinh ở trong luôn. Phòng nào cũng vậy. Phòng vệ sinh đây quý vị. Đặc biệt căn nhà này có cái điểm nhấn là mặt tiền đường quý vị nhá. Mặt tiền đường đắc địa, kinh doanh buôn bán rất có tiềm năng, có giá trị. Thì quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì ngoài cái nơi an cư lập nghiệp sinh sống ra, nếu như nhà quý vị nào có cơ duyên đúng không ạ, chúng ta sở hữu được một cái bất động sản, một căn nhà mặt tiền đường thì cực kỳ là may mắn đúng không ạ? Chúng ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán. Đây là phòng ngủ số 4. Thì quý vị thích làm phòng gì cũng được, phòng thờ, phòng karaoke hoặc là phòng gì cũng được. Đấy, phòng thờ thì có bên này rồi. Đấy, phòng thờ bên này quý vị này. Đó, phòng thờ đây, rất rộng. Ban công phía trước. Ngay cầu Hiệp Hòa quý vị nhá, đường Nguyễn Thành Phương. Đi về phía sau này có lẽ là sân phơi, phòng giặt ở khu vực này đây quý vị ạ. Đây sân phơi phía sau đây. Đó, sân phơi của chúng ta rất là rộng. Ở đây đổ hết quý vị nha, tấm đúc, đúc trần đúc hết. Bên đây thì là mái tôn này để làm sân phơi này. Còn bên này là đúc hết quý vị, ngăn phòng nó cũng ok. Và đây là ở phía sau chúng ta quý vị này. Đó, phía sau chúng ta thì có nhà hàng xóm đây. Ở đây người ta dán cái lưới này rồi, nó không được nhìn rõ lắm. Nhưng mà quý vị nhìn đây, ở phía sau của chúng ta đây. Đó, phía sau đó quý vị, gần cầu Biểu Hòa quý vị nhá. Đấy, khu dân cư ở phía sau hàng xóm của chúng ta đây quý vị. Phía sau nhà quý vị nhá. Còn đất của chúng ta là phía trước. Một căn nhà và một lô đất kế bên. Đấy.
Đấy, căn nhà mới xây, mới tinh luôn. Hướng Bắc quý vị nha, căn nhà của chúng ta là nhà hướng Bắc. Đây, con đường phía trước Nguyễn Thành Phương đây. Quý vị kinh doanh buôn bán rất là ok. Đó, đây toàn biệt thự không. Đó, mặt tiền đường lớn luôn, có tên đường luôn quý vị nhá. Vâng, và thưa quý vị thì Tuấn Nguyễn review nhanh thôi, đúng không ạ? Để cho quý vị nắm được. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị, căn nhà này và lô đất kế bên chính chủ quý vị nhá, một chủ có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Đó. Căn nhà này thì quý vị về có thể làm thang máy phía trước hoặc phía sau, ở giữa thoải mái luôn. Quý vị làm chỗ nào cũng được, vì cái gì không gian rộng mà. Chủ nhà đang gửi kênh của Tuấn Nguyễn với giá căn nhà này và một lô đất là 24 tỷ quý vị nhá. 24 tỷ thì quý vị còn thương lượng rất nhiều. Đấy, Tuấn Nguyễn xin nhấn mạnh là quý vị còn thương lượng rất nhiều ở phía sau chúng ta này. Những căn biệt thự ở phía sau của chúng ta có nhà hàng xóm. Đó. Nhưng mà đường vô thì hơi nhỏ quý vị nhá. Xe Martin xe 4 chỗ vô được thôi. Đó là ở phía sau. Căn nhà của chúng ta thì đáp ứng được cái nhu cầu là mặt tiền đắc địa kinh doanh buôn bán. Thứ hai nữa là có hai mặt tiền, đúng không quý vị? Đấy, phòng cháy chữa cháy rất là tốt. Phía trước và phía sau đều thông thoáng hết. Đó. 24 tỷ đồng, quý vị còn thương lượng rất nhiều quý vị nhá. Vâng, thưa quý vị, kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian. Quý vị có nhu cầu đấy, mua những căn biệt thự đẹp thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn. Đó. Nhằm phục vụ cho quý vị có điều kiện cũng như là kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam sinh sống thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây chúng ta xem những căn biệt thự, những ngôi nhà và những lô đất đẹp. Đây, Tuấn Nguyễn xin quay qua một chút xíu nữa để cho quý vị nắm được, đúng không ạ? Khu vực bếp, phòng ngủ, phía sau có sân phơi, không gian sinh hoạt ở giữa. Thật ra thì căn nhà này rất là rộng. Quý vị về đây có ý tưởng thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại chút xíu, đúng không ạ? Theo Tuấn Nguyễn thì Tuấn Nguyễn không có để ở khu vực giữa này đâu. Nó mất sang cái phòng khách đi, đúng không? Phòng khách nó nhỏ lại và đồng thời là nó nhìn nó không sang cái căn nhà. Thì chúng ta có nhiều phương án để chúng ta thiết kế lại chút xíu. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa là giá căn nhà này và lô đất kế bên chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 24 tỷ đồng quý vị nhá. Chúng ta còn thương lượng rất là mạnh. Đó. Vâng. Đây, Tuấn Nguyễn sẽ quay lại một chút xíu về con đường. Đây là buổi sáng quý vị nhá. Để cho chúng ta xem lại một lần nữa. Mặt tiền đường này vừa ở thoải mái, đường xá vỉa hè lên tới 4-5 mét như thế này. Đây quý vị nhìn cực kỳ rộng luôn. Đó. Và lô đất kế bên của chúng ta đây quý vị. Đấy. 330 m² quý vị nhá. Đó. Một căn nhà và một lô đất quý vị thoải mái ở. Đấy. Thoải mái xây dựng. Quý vị muốn thiết kế như thế nào cũng được quý vị nhá. Đó. Đây. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị vui lòng thì đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với này. Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh. Và quý vị hãy comment góp ý xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Đặc biệt là quý vị hãy nhớ ấn chuông để chúng ta có video mới mỗi ngày để cho quý vị xem cũng như lựa chọn những mẫu nhà đẹp, đất đẹp để quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.